Khi soạn văn bản thì có đôi lúc bạn cần tạo chú thích cho một từ nào đó ở cuối trang bạn thao tác, đặt điểm chèn vào vị trí cần đánh dấu tạo chú thích cho từ, và chọn vào nhóm lệnh Reference trên thanh thẻ lệnh. Tiếp theo, bạn hãy chọn vào lệnh Insert Footnote. Lập tức, con trỏ chuột sẽ nhảy về cuối trang và bạn sẽ thực hiện việc nhập ghi chú cho từ. Trong ví dụ này, chúng tôi đại khái ghi chú cho từ trái đất đó là xoay xung quanh mặt trời. Với ghi chú này, bạn có thể thực hiện việc định dạng chữ màu sắc bình thường như là nội dung chữ trên trang văn bản. Bây giờ bạn thấy không, từ trái đất được đánh dấu bằng số 1. Và lúc này bạn thấy không, nghĩa của số 1 đã được ghi chú ở cuối trang văn bản. Tương tự như vậy, bạn cũng có thể thực hiện việc tạo ghi chú tiếp cho từ con người chẳng hạn. Bạn thấy không, khi bạn vừa chọn vào Insert Footnote thì cuối trang văn bản bạn hãy tạo ghi chú cho nó. Khi bạn đã có một ghi chú rồi thì ghi chú tiếp theo sẽ được đánh dấu thứ tự là số 1 hoặc số 2. Nếu như muốn bỏ một ghi chú nào đó, bạn hãy quét khối, chọn số đánh dấu ghi chú cần loại bỏ và nhấn phím Delete trên bàn phím để loại bỏ. Bạn thấy không, khi loại bỏ ghi chú số 1 thì ghi chú số 2 sẽ tự động được đặt tên là số 1. Việc tạo một ghi chú rất đơn giản phải không bạn?